Tôi đã hy sinh khi chưa tròn 20 tuổi. Tôi là Võ Thị Sáu và sau đây là câu chuyện của tôi. Tôi sinh năm 1933. Cha tôi là ông Võ Văn Hợi và mẹ là bà Nguyễn Thị Đậu. Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo tại huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Cha tôi làm nghề đánh xe ngựa thuê, còn mẹ tôi bán bún mì chả tại chợ Đất Đỏ. Từ nhỏ tôi đã giúp bố mẹ làm việc. Năm tôi lên 4 tuổi, gia đình tôi đã thuê một căn nhà thuộc dãy phố chợ do làng xây dựng để cho thuê mượn. Sau khi quân Pháp tái chiếm vùng Đất Đỏ vào cuối năm 1945, các anh trai của tôi đã thoát ly gia đình, hoạt động kháng chiến cho phong trào Việt Minh. Tôi đã bỏ dở việc học, ở nhà giúp mẹ cha kiếm sống và bí mật tiếp tế cho các anh, vốn công tác trong chi đội giải phóng quân của tỉnh Bà Rịa. Năm 1946, tôi theo anh trai là Võ Văn Me vào khu kháng chiến và trở thành liên lạc viên của đội công an xung phong Đất Đỏ. Năm 1947, tôi chính thức trở thành đội viên công an xung phong Đất Đỏ khi mới 14 tuổi. Từ đó, tôi đã tham gia nhiều trận tập kích bằng lựu đạn, ám sát các sĩ quan Pháp và Việt gian cộng tác với quân Pháp, đặc biệt là trận tập kích bằng lựu đạn tại lễ kỷ niệm Quốc khánh Pháp ngày 14 tháng 7 năm 1949 tại Đất Đỏ, gây được tiếng vang trong vùng. Tháng 2 năm 1950, tôi dùng lựu đạn diệt các tên ác ôn, cai tổng tòng, cả suốt, cả đây là hương chức người Việt cộng tác đắc lực với quân Pháp, nhưng không may tôi bị sa vào tay giặc. Sau khi bị bắt, tôi lần lượt bị đưa đi thẩm vấn và giam giữ tại các nhà tù Đất Đỏ, khám đường Bà Rịa và khám Chí Hòa. Tháng 4 năm 1950, tòa án binh của quân đội Pháp đã đưa tôi ra xét xử với tội danh làm chết một sĩ quan Pháp và 23 người Việt cộng tác với Pháp. Vào thời điểm đó, tôi chưa tròn 18 tuổi, vì vậy các luật sư bảo vệ tôi căn cứ vào điểm này để tranh biện nhằm đưa tôi thoát khỏi án tử hình. Mặc dù vậy, tòa án binh Pháp vẫn tuyên án tử hình tôi. Bản án này đã gây chấn động dư luận, gây ra sự phản đối mạnh mẽ cả tại Việt Nam và ngay tại nước Pháp. Chính vì vậy, chính quyền quân sự Pháp không thể công khai thi hành bản án. Tôi tiếp tục bị giam cầm tại khám Chí Hòa cho đến tận giữa tháng 1 năm 1952 thì bị chính quyền quân sự Pháp chuyển ra Côn Đảo để bí mật thi hành án tử hình. Khi đó tôi đã được 19 tuổi. Năm 1952, trước giờ hành hình, viên cha đạo đề nghị làm lễ rửa tội cho tôi. Song tôi đã từ chối và nói, tôi không có tội. Chỉ có kẻ sắp hành hình tôi đây mới có tội. Khi ra đến pháp trường, tôi kiên quyết không quỳ xuống, yêu cầu không bịt mắt. Nói xong, tôi bắt đầu hát tiếng quân ca. Khi lính lên đạn, tôi ngừng hát, hô vang những lời cuối cùng: đã đảo bọn thực dân Pháp, Việt Nam độc lập muôn năm. Hồ Chủ tịch muôn năm, sau khi tôi hy sinh, chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã công nhận tôi là liệt sĩ. Năm 1993, tôi đã được nhà nước Việt Nam truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Khu mộ của tôi được đặt tại nghĩa trang Hàng Dương Côn Đảo. Tôi mong rằng sau này sẽ không còn bất kỳ cuộc chiến tranh nào xảy ra nữa, mọi người đều được sống trong hòa bình. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi câu chuyện của tôi.